Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Tin Nóng 24 giờ được phát sóng trên kênh Đồng Nai 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai vào lúc 19 giờ 45 đến 20 giờ hàng ngày. Thu Huế và anh Phương rất vui được chia sẻ thông tin cùng quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay, Tin Nóng 24 giờ, thứ hai ngày 4 tháng 9 năm 2023. Chương trình sẽ có một số thông tin nổi bật sau đây. Hai xe máy tông nhau, hai người thương vong. Xe 29 chỗ, cô nhét 38 hành khách. Nữ quái điều hành đường dây đánh bạc 100 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam. Vì một di sản Huế không có rác thải nhựa. Thưa quý vị, tối qua, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước giữa hai xe máy khiến một người chết, một người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối qua, Nguyễn Đình Tuấn, 20 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, điều khiển xe máy biển số 93B2 lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắk Nông. Đến thôn 3, xã Nghĩa Trung, bất ngờ tông vào xe máy biển số 93B1 do Nguyễn Đức Liền, 26 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến hai người trên hai xe máy ngã văng xuống đường. Nguyễn Đức Liền tử vong sau đó, Tuấn bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện lập biên bản xử lý đối với lái xe, chủ xe khách 29 chỗ, chở quá số người quy định và không có hợp đồng vận chuyển khách. Cụ thể, vào khoảng 8 giờ sáng nay, tại km 783 quốc lộ 1 qua xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Cảnh sát Giao thông đã dừng xe khách biển kiểm soát 73B chạy hướng Bắc Nam. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện xe khách 29 chỗ ngồi này chở đến 38 khách. Tài xế xe khách cho biết chiếc xe có phù hiệu xe hợp đồng đang vận chuyển khách từ Quảng Bình vào Huế. Tuy nhiên, không xuất trình được hợp đồng vận chuyển khách theo quy định. Thật thương cho cảnh hành khách phải chen chúc trên xe. Trên mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh đám cháy lớn tại một cây xăng khiến nhiều người xem thót tim. Bất ngờ hơn, cây xăng này do một phụ nữ tự tay châm lửa đốt. Theo lãnh đạo xã Đảo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, do mâu thuẫn gia đình nên người phụ nữ trên đã châm lửa đốt cây xăng của con trai. Hình ảnh trong clip cho thấy một người phụ nữ đến cây xăng rồi đi vào gần cột bơm xăng, sau đó lấy xăng tưới khắp nơi. Ít phút sau, ngọn lửa bất ngờ bốc lên. Thấy vậy, người phụ nữ vội vàng chạy ra ngoài rồi đứng nhìn cháy. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh ban đầu, do mâu thuẫn gia đình nên bà T tới cửa hàng xăng dầu của con trai rồi châm lửa đốt. Rất may cửa hàng xăng dầu này đã dừng hoạt động một năm nay và vụ cháy đã nhanh chóng được dập tắt nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Chuyển sang các tin tức pháp luật đáng chú ý khác, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc chuyên nghiệp liên tỉnh xuyên quốc gia, quy mô hơn 100 tỷ đồng, khởi tố 19 bị can về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Bước đầu, cơ quan công an xác định đường dây tổ chức đánh bạc này hoạt động theo phương thức các đối tượng người Trung Quốc, nhà phát hành, thuê người tạo lập trang web fbslip.com và ứng dụng FBS để tạo thành một hệ thống đánh bạc. Hệ thống FBSlip được tích hợp nhiều trò chơi khác nhau như tài xỉu, sổ số, sóc đĩa, lô đề, cá độ và sử dụng tiền ảo với quy ước 1 xu tương đương 1.000 đồng để các đối tượng mua và đặt cược trong game. Cổng game này cho phép con bạc nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng để nhận tiền đánh bạc. Cơ quan công an xác định một số đối tượng là người Việt Nam hoạt động tại Thái Nguyên, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Bắc Giang và nhiều con bạc khác trực tiếp tham gia đường dây tổ chức đánh bạc nói trên. Đối tượng Đàm Thị Hải Hà, sinh năm 1993, trú tại xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, đảm nhận nhiệm vụ tại bộ phận chăm sóc khách hàng và tuyển dụng, quản lý hệ thống các nhân viên phát trực tiếp ứng dụng đánh bạc trên hệ thống. Từ đầu năm 2023 đến nay, đường dây này đã lôi kéo các con bạc trên toàn quốc tham gia đánh bạc hơn 100 tỷ đồng. Công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp triệt phá thành công chuyên án bắt nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 400 gram ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có liên quan khác. Qua công tác trinh sát, đầu tháng 7 năm 2023, công an phát hiện một nhóm 5 đối tượng gồm Trần Hoàng Gia, 25 tuổi, Nguyễn Xuân Thắng, 32 tuổi, Trần Duy Ngọc, 21 tuổi, Bùi Ngọc Dương, 32 tuổi và Võ Văn Kiên, 30 tuổi. Cả năm trú tỉnh Đồng Nai có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy do đối tượng
Trần Hoàng Gia cầm đầu với thủ đoạn hết sức tinh vi. Để triệt xóa đường dây này, sau thời gian theo dõi, ngày 8 tháng 8 năm 2023, ban chuyên án quyết định phá án bắt hai đối tượng Nguyễn Xuân Thắng và Nguyễn Thị Thùy Trang đang bán ma túy. Tang vật thu giữ 30 viên thuốc lắc và gần 34 gram ketamin. Mở rộng điều tra, cuối tháng 8 năm 2023, lực lượng công an phát hiện đối tượng Trần Hoàng Gia thuê ô tô chở Trần Duy Ngọc và Võ Văn Kiên lên thành phố Hồ Chí Minh mua số lượng ma túy lớn về để bán cho các người nghiện trên địa bàn. Công an bắt tiếp 4 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh về Long Khánh. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Anh Thơ, 31 tuổi quê tỉnh Đồng Tháp và Lê Văn Vũ, 36 tuổi trú thành phố Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, công an thành phố Biên Hòa bắt quả tang Thơ và Vũ đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu phố 5A, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, thu giữ hai gói ma túy và 55 viên thuốc lắc có tổng trọng lượng 127 gram. Các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ một đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh với giá trên 30 triệu đồng mang về thành phố Biên Hòa bán lại kiếm lời. Chương trình chuyển sang các câu chuyện văn hóa đời sống thú vị, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Diễu hành chạy xe đạp vì môi trường xanh sạch đẹp là hoạt động do Ủy ban Nhân dân xã Gia Canh, huyện Ninh Quán tổ chức vào đúng dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Tham gia lễ diễu hành có 8 câu lạc bộ xe đạp tại các huyện Ninh Quán, Tân Phú và Đức Tính, tỉnh Bình Thuận. Các vận động viên diễu hành bằng xe đạp trên tuyến đường dài hơn 20 km từ cầu Bến Thuyền chạy dọc các tuyến đường trung tâm xã Gia Canh. Diễu hành chạy xe đạp vì môi trường xanh sạch đẹp nhằm tạo điều kiện cho những người đam mê bộ môn chạy xe đạp tại các địa phương được giao lưu, tập luyện, đồng thời tuyên truyền đến các cấp, các ngành, mọi người dân nâng cao ý thức cùng bảo vệ môi trường sống trong lành. Trong 3 ngày lễ vừa qua, có ngày tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông - Hà Nội đã lập kỷ lục vận chuyển kể từ ngày tuyến chính thức đi vào vận hành với tổng cộng 59.980 lượt hành khách một ngày. Trước đó, kỷ lục vận chuyển hành khách trên ngày được lập vào ngày 2 tháng 9 năm ngoái với 55.210 lượt hành khách được vận chuyển. Công ty vận hành Hà Nội Metro cho biết, trong quý 1 vừa qua, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã vận chuyển được hơn 2,65 triệu lượt hành khách, tăng 262% so với cùng kỳ năm ngoái. Vâng, thưa quý vị, trong những năm gần đây, tăng trưởng của ngành du lịch đã góp phần vào mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. Tuy nhiên, đi kèm với đó là sự gia tăng rác thải nhựa ra môi trường. Nhằm góp phần xây dựng Huế trở thành một điểm đến không có rác thải nhựa, thành phố Huế và dự án Huế đô thị giảm nhựa miền Trung Việt Nam đã và đang áp dụng triển khai bộ quy tắc ứng xử giảm nhựa cho cộng đồng dân cư và du khách khi đến tham quan di sản. Bộ quy tắc ứng xử giảm nhựa gồm những hướng dẫn và định hướng hành vi, thái độ của người dân, du khách để ứng xử thân thiện với môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa. Mới đây, dự án Huế đô thị giảm nhựa miền Trung Việt Nam và Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế khởi động hệ thống các trạm tiếp nước tại một số điểm của di sản. Tại đây, du khách được khuyến khích cầm theo bình nước cá nhân thay cho việc mua nhiều chai nhựa sử dụng một lần. Điểm nước ở đây, mấy cái này ở đây là mình thấy rất là tiện. Ở điểm là du khách có thể uống nước và có thể sử dụng hoặc là mình đem bình theo, mình chữa hoặc là mình uống trực tiếp ở đó. Và mình thấy nó rất là tiện và rất thật sự nó là một cái mà cần phát huy đối với những cái nơi mà du lịch như thế này. Young people very các bạn trẻ hiện nay rất quan tâm đến vấn đề giảm thiểu sử dụng sản phẩm từ nhựa để bảo vệ môi trường. Ở châu Âu, mọi người có xu hướng sử dụng các sản phẩm thay thế hoặc đồ dùng cá nhân. Dự án cũng tổ chức các điểm check-in, vẽ tranh, bích họa, khuyến khích thực hành giảm rác thải nhựa trên các tuyến đường thu hút người dân và du khách quan tâm. Với những hình ảnh sinh động, thông điệp dễ hiểu, các hình ảnh, điểm check-in này sẽ góp phần nâng cao nhận thức về rác thải nhựa, hướng đến thay đổi hành vi trong tiêu dùng các sản phẩm phát sinh rác thải nhựa. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục phối hợp với là Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô cũng như Ủy ban Nhân dân thành phố để mà tiếp tục tuyên truyền và phổ biến cái bộ quy tắc ứng xử giảm nhựa sử dụng một lần ở các điểm di sản, điểm du lịch ở trên địa bàn thành phố Huế để mà thúc đẩy Huế trở thành một cái điểm đến di sản không rác thải nhựa. Việc giải quyết các thách thức từ rác thải nhựa là một trong những yếu tố quan trọng làm tăng giá trị ngành du lịch Việt Nam và tạo hình ảnh đẹp với bạn bè quốc tế, nhất là trong bối cảnh du lịch xanh đang trở thành xu thế tất yếu.
Chỉ với một hành động nhỏ để giảm rác thải nhựa, người dân và du khách đã trở thành một đại sứ thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng Huế trở thành một di sản không có rác thải nhựa. Trở lại với các video clip đáng chú ý về giao thông. Hai ngày hôm nay, mạng xã hội xôn xao trước cảnh một tài xế xe khách đang điều khiển xe thì đột ngột bị đột quỵ. Thông tin mới nhất cho biết, bác tài xấu số này đã không thể qua khỏi và đã được đưa về an táng tại quê nhà ở thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận. Sự việc xảy ra trên xe khách tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận. Bác tài đang điều khiển xe, thậm chí vừa nói chuyện điện thoại xong, biểu hiện không có gì khác lạ. Tuy nhiên ngay sau đó, người này đột ngột có biểu hiện của người đột quỵ, chân tay co giật liên tục. Dù vậy, bác tài vẫn cố gắng dừng được chiếc xe vào lề, bảo đảm an toàn cho hành khách. Dạ vâng, rõ ràng là vì nhiều nguyên nhân, hiện nay tình trạng đột quỵ xảy ra phổ biến ở mọi lứa tuổi. Qua sự cố thương tâm với bác tài nêu trên, rất mong là mọi người chúng ta cố gắng sống lành mạnh, giữ gìn sức khỏe. Đặc biệt là nếu có các triệu chứng mệt mỏi, đau đầu hay là bất kỳ biểu hiện xấu nào về sức khỏe thì không được coi thường, mà cần đến ngay các bệnh viện để thăm khám, phòng ngừa các loại bệnh tật, nhất là đột quỵ quý vị nha. Tiếp theo là một hình ảnh đẹp liên quan đến giao thông mà có thể trong số quý vị chưa xem qua. Thấy người đàn ông vẫn cố vượt qua đường sắt khi tàu hỏa đang đến, nữ nhân viên đường sắt Phạm Thị Hương đã hét lớn, không mang nguy hiểm chạy đến cứu người. Sau 4 ngày xảy ra sự việc, chị Phạm Thị Hương, 44 tuổi, công nhân đường sắt ở Cầu Giác, Vinh, Nghệ An, vẫn chưa hết bàng hoàng. Lúc ấy tôi không kịp nghĩ gì cả, chỉ có một ý thức duy nhất là phải cứu người, chị Hương chia sẻ. Hành động dũng cảm của người của chị là tấm gương sáng của ngành đường sắt nói chung và hình ảnh đẹp về văn hóa giao thông trong chúng ta. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tin Nóng 24 giờ, chương trình do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tin Nóng 24 giờ ngày mai, 19 giờ 45 trên kênh Đồng Nai 1, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, quý khán giả có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.